Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Bếp Của Vợ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm cá rang muối xạ nhé. Rất là ngon và thơm ngon tại nhà luôn, dễ làm cực kỳ, không quá khó nhé. Nếu mà các anh chị đang muốn tìm một cái món cho ngày cuối tuần tụ họp gia đình thì hãy theo dõi kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nhé. Và chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi ạ. Đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng đây là cá biển nha. Mình có thể sử dụng cá điêu hồng, cá chim, chim trắng, chim đen, rồi cá ngừ, cá gì mà thịt nhiều á, xạ, tỏi và ớt đã được băm nhuyễn nhé. Em sử dụng bột chiên xù hoặc là bột bánh mì cũng được. Bột bắp nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vô ướp cá. Em sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo đó là tiêu nhé. Mình có thể nêm nếm gia vị này thì cho 1 kg cá là 2 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, tiêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ rắc đều lên cá nhé. Mình rắc đều lên để cho cái cá nó thấm. Em đang cho công thức nêm nếm của gia đình kênh Bếp Của Vợ với 1 kg tới 1,3 kg cá ha. Và mình lật lên và mình cũng rắc đều lên như vậy nhé. Mình rắc cho hết tới số nguyên liệu mình làm là được. Các anh chị muốn ăn ngọt ngọt thì cũng có thể cho nửa muỗng cà phê đường vô. Và bây giờ thì mình cứ để đây cỡ tầm 30 phút sau mình quay lại nhé, cho thấm đều gia vị. Và 30 phút sau thì chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo và cho dầu ngập và bật chế độ chiên xào ha. Đây là bột bắp đó các anh chị. Và cá mình đã ướp được 30 phút. Và khi mà dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cá áo qua một lớp bột bắp ha, rồi chúng ta chiên. Bột bắp thì có tác dụng giúp cho cái da khi mà mình chiên á, cá nó không có dăng là một nè. Và cái phần da cá nó sẽ giòn hơn. Mình áo sơ qua nhé, mình áo qua một lớp bột là được rồi. Rồi chúng ta bỏ vô chúng ta chiên. Và cứ lần lượt chúng ta áo một lớp bột rồi chúng ta chiên cho hết số cá chúng ta cần làm là được nhé. Khi mà bỏ cá vô rồi thì chúng ta giảm lửa để cho nó chín đều từ bên trong giòn ra bên ngoài nhé. Mình chiên tầm 5 phút là chúng ta có thể chợ được rồi. Tại vì khi mà chúng ta cảm thấy ở dưới nó vàng rồi thì chúng ta cứ chợ mặt nhé. Những miếng cá của chúng ta chiên được tầm từ 7 tới 10 phút thì đã được những cái miếng cá vàng như thế này rồi. Rất là vàng và đẹp mắt phải không ạ? Giòn tan ở bên ngoài nhưng mà mềm ở bên trong nhé. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy vàng hai mặt đều rồi thì chúng ta sẽ lấy ra đĩa nhé. Những miếng cá rất là giòn và không có bị chóc da ha các anh chị.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần chảo đó và mình cho vô đây cỡ tầm nửa muỗng, ba muỗng cà muỗng canh canh dầu thôi nhé, 3-4 muỗng canh dầu, tại vì cái phần xả nó sẽ hút dầu rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cho cái phần xả này vô, chúng ta phi cho thật là vàng. Xả nó hút dầu nhiều lắm nên là mình cho nhiều một chút nha các anh chị, nhưng mà đừng quá nhiều, 3-4 muỗng canh dầu ăn là được rồi. Và mình giảm lửa nhỏ xuống để cho cái xả của mình nó chín đều và vàng đều nhé. Hôm nay thì em sử dụng bột chinh xù để em làm thay cho cái lớp muối. Nhưng mà bữa nào em có dịp em sẽ chia sẻ cái cách làm muối rang để mình làm tất cả những cái món cá rang, ếch rang hoặc gà rang muối ha. Rồi hôm nay em làm nhanh gọn lẹ thì em không có chuẩn bị cái muối rang đó được. Và sẽ có một dịp em sẽ chia sẻ tới các anh chị cái cách làm muối rang để mình thích ăn món gà rang gì đó thì mình làm ha. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái phần tỏi và phần ớt đã băm nhỏ vô khi mà cái xả đã vàng. Rồi bây giờ thì chúng ta giảm lửa nhỏ hết mức nhé, tại vì cái xả đang bắt đầu là vàng ươm rồi và rất là thơm. Bây giờ thì chúng ta sẽ nêm nước mắm nhé. Mình cho vô đây một muỗng canh nước mắm. Và tương ớt. Một muỗng canh tương ớt nhé. Tiếp theo đó là đường. Đường thì em cho nửa muỗng canh thôi. Và mình đánh tan cái hỗn hợp sốt này ra để tí mình bỏ vô cái phần cá cho nó thấm. Thôi bây giờ em cho vô đây trước luôn cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên. Và cái phần xả đã rất là thơm rồi và nó đã hòa quyện với cái sốt rồi. Bây giờ thì cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái phần cá vô ha. Mình cho cái phần cá vô cuối cùng nha các anh chị. Tại vì cái phần cá vô cuối cùng thì cái giữ phải giữ được cái độ giòn của cá, mà mình cho vô sớm quá thì nó không còn giữ được cái độ giòn của cá nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đổ cái phần cá vô. Mình đảo cho cái phần cá nó thấm đều với cái xả và cái sốt gia vị nhé. Mình nương nương một chút, đừng có mạnh quá nó nát hết cá của mình. Rồi giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ cho bột xù vô nhé. Bột xù thì mình cho nhiều ít gì cũng được. Còn mà mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều nhé. Còn mình thích cho ăn ít thì mình cho ít. Các anh chị cũng có thể làm bằng vụn bánh mì á. Nhưng mà bột xù này thì rất là dễ tìm luôn. Và giá thành của nó cũng vừa rẻ, nó không quá mắc ha. Rồi bây giờ thì mình cho bột xù vô thì chúng ta sẽ đảo đều. Cho bột xù nó thấm đều vô cá và nó áo một cái lớp vô cái cá mình ha. Đó, mình lật rồi mình cho thêm một lớp bột xù nữa. Mình lưu ý giùm em ha, khi mà mình rang như vậy á, rang với muối và xả và bột xù thì chúng ta cho cái lửa trung bình thôi, đừng có cho lửa lớn quá, lửa lớn thì nó cháy mất. Và đây là phần cá em đã rang được cỡ tầm 3 phút. Bây giờ thì em chở đều. Mình đảm bảo rằng cái bột chiên xù nó đã áo vô hết cái miếng cá rồi thì là được nhá. Và cái phần bột chiên xù nó hơi vàng là mình có thể tắt bếp được rồi. Ngon quá phải không các anh chị? Rất là ngon và đơn giản tại nhà luôn. Nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm.
Rồi, và bây giờ thì em sẽ lấy ra đĩa và mời các anh chị thưởng thức cùng với kênh bếp của vợ, coi cái độ hấp dẫn của nó có đủ kích thích các anh chị vào bếp và với kênh bếp của vợ vào ngày mai không nha. Rất là ngon luôn. Cái vụn của bột chiên xù á, ăn rất là béo béo á các anh chị, rất là kích thích, ăn rất là thú vị luôn á. Em bày trí như thế nào cho đẹp đây. Đó, cái vụn này nè mình ăn rất là ngon luôn. Và mình rắc cái vụn này lên trên nhá. Và thành phẩm của chúng ta, các anh chị có thấy hấp dẫn không? Màu sắc quá đẹp phải không ạ? Điểm thêm 1-2-3 lát ớt nữa thì mùi vị là rất là đầy đủ luôn. Rồi, hôm nay kênh bếp của vợ đã chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm cá rang muối xả. Nếu các anh chị cảm thấy video clip này hữu ích thì hãy cho kênh bếp của vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Và các anh chị có một cái cách chế biến nào khác thì hãy chia sẻ tới kênh bếp của vợ để kênh bếp của vợ có thêm một cái kỹ năng nữa vào bếp ạ. Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp nhà vào những clip tiếp theo ạ.